Thưa quý vị, những ứng dụng của ngôn ngữ học văn hóa trong giao tiếp liên văn hóa và nghiên cứu liên ngành là chủ đề chính của buổi hội thảo do Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Hội thảo có sự tham gia diễn thuyết của giáo sư Faraz Sharifan, trưởng khoa Arts, giám đốc Trung tâm Ngôn ngữ và Xã hội, Trường Đại học Monash Úc, một trong những chuyên gia hàng đầu của thế giới trong lĩnh vực nghiên cứu ngôn ngữ học văn hóa và là nhà sáng lập chương trình tiếng Anh quốc tế EIL. Tại buổi hội thảo, giáo sư Faraz Sharifan đã trình bày mô hình lý thuyết, ý niệm hóa văn hóa và ngôn ngữ, phân tích nền tảng ngôn ngữ, những quan niệm truyền thống trong ngôn ngữ học nhân học. Bên cạnh đó, giáo sư Faraz cũng dành nhiều thời gian trình bày về những lĩnh vực của ngôn ngữ học ứng dụng hiện nay, trong đó có lĩnh vực truyền thông hiện đại. Việt Nam là một thành viên trong cộng đồng châu Á, vì vậy việc hiểu biết về các giá trị và quy ước văn hóa giữa các quốc gia ở châu Á, đặc biệt là khu vực Đông Nam Á là vô cùng cần thiết. Hiện nay, truyền thông hiện đại đang đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự hiểu biết văn hóa và ngôn ngữ giao tiếp. Các phương tiện truyền thông hiện nay cần có thêm những chương trình bằng tiếng Anh để dành cho người nước ngoài để có thể giới thiệu với mọi người về các quy ước và giá trị văn hóa của Việt Nam. Trong cái bối cảnh khu vực Đông Nam Á, sau năm 2015 chúng ta trở thành một cái cộng đồng chung. Thì trong trường hợp đó thì tôi nghĩ báo chí truyền thông có một cái vai trò tiên phong trong việc giúp cho cộng đồng ASEAN hiểu rõ hơn về văn hóa Việt Nam, đưa cộng đồng ASEAN gần hơn đối với văn hóa Việt Nam. Và tôi nghĩ cái sự hiểu biết qua là lẫn nhau trong lĩnh vực văn hóa nó có một cái lợi ích rất là to lớn về nhiều phương diện, kể cả phương diện về kinh tế nữa. Thì tôi nghĩ trong cái xu hướng như thế thì cái việc nghiên cứu sâu hơn nữa, có nhiều cái thành tựu nghiên cứu trong lĩnh vực ngôn ngữ văn hóa nó có một cái tác động rất là lớn đối với phương tiện báo chí truyền thông. Buổi thuyết trình của giáo sư Faraz Sharifan là sinh hoạt khoa học bổ ích, tạo cơ hội và định hướng nghiên cứu mới không chỉ cho cán bộ trong trường mà còn cho các nghiên cứu sinh, các nhà khoa học quan tâm đến lĩnh vực ngôn ngữ học tri nhận và ngôn ngữ học văn hóa hiện nay.